Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa. Xin quý bà chị em chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Matthew đoạn 12 từ câu 22 cho đến câu số 32. Matthew đoạn 12 từ câu 22 đến 32. Chúng ta sẽ đọc với nhau theo thầy đối đáp. Tôi xin đọc trước và hội thánh đọc câu kế tiếp. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói được và thấy được. Xong những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Bê-ê-se-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia sẻ nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Dạ, xin cảm ơn người Thánh. Chủ đề tôi chia sẻ với bà cho em buổi sáng hôm nay đó là Đức Thánh Linh và nước trời. Trong cái phân đoạn Kinh Thánh này có rất nhiều điều mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Và tôi cảm ơn Chúa để chia sẻ lời Ngài. Và khi chia sẻ đến đâu, nếu Thánh Linh của Chúa Ngài vận hành, và anh chị em sẽ kinh nghiệm trong quyền năng sự vận hành của Thánh Linh. Thì có những người được giải cứu, có những người được chữa lành. Và nơi nào vương quốc của Chúa được bày tỏ, thì tại nơi đó sự hiện diện đầy dẫy của Ngài được hiển lộ. Và quyền lực của sự tối tâm cũng hiển lộ và phải chạy trốn. Cho nên trong vương quốc của Ngài hay là sự hiện diện của Ngài, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Chúa Giêsu, hay là chính Chúa Giêsu chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Hebrew đoạn 1 câu số 3, Hebrew đoạn 1 câu 3 ghi như thế này: Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời, là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Chúa Giêsu chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chính là đại diện cho sự, cho vương quốc của Ngài và là vinh hiển của Ngài. Khi con người ở trong Ê-đen, sự vinh hiển của Chúa bao phủ Adam và Eva, và bản thân của họ không thấy cái sự lõa lồ, bởi vì sự vinh hiển của Chúa bao phủ họ. Nhưng khi họ phạm tội thì sự vinh hiển của Chúa cất đi, và họ nhìn thấy cái sự lõa lồ của họ. Roma nói như thế này: tội lỗi chính là thiếu đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tội lỗi là thiếu sự vinh hiển, hay thiếu sự hiện diện của lời, hoặc là thiếu sự hiện diện của Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu Ngài đến trên đất, và những lời dạy của Chúa Giêsu khiến cho người ta nhìn thấy rất là lạ. Bởi vì có trước đó có người Pha-ri-si, có người Sa-đu-xê, có thầy thông giáo, có thầy tế lễ giảng dạy. Nhưng mà khi Chúa Giêsu Ngài giảng dạy thì người ta nói như thế nào ạ? Ngài dạy như là có quyền, có quyền phép, không phải giống như người thông giáo và người Pha-ri-si. Lời dạy của Ngài có sức mạnh thuộc linh. Lời dạy của Ngài đem lại sự giải phóng, tâm linh chúng ta được tươi mới. Lời dạy của Ngài làm cho những cái sự tối buộc ở trong chúng ta nó được buông ra. Lời dạy của Ngài đem lại ánh sáng để soi vào trong nơi tối tăm, cái lĩnh vực nào tối tăm ở trong chúng ta sẽ được khai phóng. Lời dạy của Ngài mở trói những người bị ma quỷ ức hiếp. Lời dạy của Ngài làm cho
những người yếu đuối được mạnh mẽ, làm cho những người đói được no, làm cho những người yếu được mạnh. Và sự hiện diện của Ngài, nan đề được giải quyết. Tại đây chúng ta thấy là gì? Có một kẻ đem đến cho Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Quỷ tượng trưng cho điều xấu xa. Chúa Giêsu cũng nói rằng kẻ trộm đến cướp, giết và hủy diệt, hầu cho chiên được sống và sự sống dư dật. Cho nên hiện tượng về một người bị quỷ ám, đuôi và câm, đó là hiện tượng bị ma quỷ ăn hiếp. Chúng ta thường thường có nghe nói rằng cái người đó ăn hiếp tôi không? Tại sao chúng ta bị ăn hiếp? Bởi vì mình yếu, đúng không ạ? Bởi vì mình cô đơn, bởi vì mình không có cha, cho nên là mình bị bắt nạt. Có những đứa con có cha nhưng mà đi lang thang cũng bị gì? Bị bắt nạt, đúng không ạ? Cái người yếu dễ bị bắt nạt lắm. Rồi đôi khi chúng ta bị bắt nạt là vì có chúng ta đi sai đường, chúng ta cũng bị bắt nạt. Và chúng ta thấy là ngày hôm nay nhiều con cái của Chúa khi tin Chúa rồi, nhưng mà không có sự hiện diện của lời Chúa, không có hiện diện của Thánh Linh của Chúa. Họ chỉ được ấn chứng bởi Thánh Linh thôi, vì họ tin Chúa, họ có cái ấn chứng đó. Nhưng mà sự sáng không có, quyền năng không có, sức mạnh không có, cho nên họ cũng bị ma quỷ ức hiếp. Cho nên vui mừng vì cớ Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sức bằng Thánh Linh và quyền phép, để Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia và chữa lành những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Trên này có một người đưa đến cho Chúa Giêsu một cái người bị quỷ câm và điếc, sẽ là bị câm và đuôi, đuôi và câm. Và cái thánh kia là gì? Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được. Người này có một vấn đề mà đi đến với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu mở trói cho. Người này bị câm, môi miệng bị câm buộc và không nói được, và Chúa Giêsu chữa cho cái người đó và người câm nói được. Người này bị điếc, không thể nghe được, chỉ có thể nhìn thấy người khác. Mà thường thường câm và điếc nó lại đi đôi với nhau, và khiến cho cái người đó rất là tức tối, vì có rằng mình không có thể nghe ai đó nói và cũng không thể nói cho ai đó hiểu. Đó là sự cản trở rất lớn. Là con người Đức Chúa Trời tạo dựng nên không có câm và điếc. Là con người Đức Chúa Trời tạo nên không có nan đề. Vì thế nan đề nó đến từ đâu? Nan đề nó có thể đến từ chúng ta, nan đề cũng có thể đến từ tổ phụ của chúng ta. Và nan đề cũng có thể đến do nhiều cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta tác động vào chúng ta, hoặc là cái môi trường sống của chúng ta gặp nan đề. Có những vùng đất ở ngoài miền Bắc, trong chiến tranh, người ta chứa những cái kho vũ khí, mà sau khi giải phóng thì quân địch rút đi, và những cái kho đó nó vẫn còn ở đó, nhưng cái kho đó nó tuyệt mật, chỉ có những trong quân đội mới có thể biết thôi. Và theo năm tháng nước nó vào, nó rò rỉ, và sau đó thì nó chảy ra, và người ta sử dụng cái nguồn giếng, nước giếng này. Và cả cái làng đó, người ta gọi cái dùng cái từ là làng ung thư. Lúc đầu thì những người lớn tuổi bị ung thư, nhưng dần dần trẻ hóa, đến nỗi người ta ngạc nhiên rằng sao khoảng tuổi 20 mấy 30 là bắt đầu bị ung thư. Người ta gọi chung là cái làng ung thư, và người ta nghiên cứu không hiểu tại sao cái ung thư nó giống một kiểu. Đến khi người ta nghiên cứu, người ta tìm ra, và cuối cùng người ta thử cái nguồn nước, người ta thấy nước có nhiễm một cái loại nhiễm thạch tính, và nó làm cho người ta uống vô một ngày không ung thư, nhưng người ta uống ngày nào cũng phải sử dụng nó tắm nè, giặt nè, rồi nấu nè, ăn uống tất cả vào trong người, dần dần nó tích lũy và thành ung thư. Cho nên có những căn bệnh nó không hề do tổ phụ của chúng ta, nó cũng không hề do chúng ta làm sai trật mà nó đến, nhưng nó do cái môi trường sống. Cái môi trường sống thuộc linh nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Anh chị em nghĩ cái môi trường sống thuộc linh nếu mà sai trật thì có ảnh hưởng của chúng ta không? Có ảnh hưởng đến niềm tin không? Có ảnh hưởng về sức mạnh và thuộc linh không? Có những môi trường sống vẫn là người hầu bị Chúa, vẫn là giảng dạy lời Chúa, nhưng mà dân sự của Chúa bị trói buộc và không có sự tự do ở trong Thánh Linh. Cho nên tại đây chúng ta thấy người này bị mắc quỷ ám. Kinh Thánh khẳng định người này bị quỷ ám, cho nên dẫn đến tình trạng đuôi và câm. Có những tình trạng quỷ ám làm cho người ta bị điếc lỗ tai. Mà có những cái loại quỷ ám
làm cho người ta không nói được. Nhưng mà khi quỷ được đuổi ra thì người ta được chữa lành. Cách nay cũng khoảng 2 năm thì có lần kia thì tôi đi giảng ở chỗ Hội Thánh An Hòa, chỗ mục sư Điều Ví quản nhiệm này. Thì tôi gặp chú Tiến. Chú Tiến là ba của Đỗ Duy Khánh. Rất là mừng bởi vì lâu rồi nghe ông tin Chúa nhưng mà chưa có dịp để gặp ông. Mà gặp ông rất là vui mừng. Rồi sau đó thì nhóm lại thần Chúa xong, cầu nguyện xong rồi về. Thì một ngày nọ thì ông nhờ chú Tám, chú Tám Lắng gọi điện cho tôi và nói rằng là bộ sư ơi, anh Tiến bị điếc một bên tai, nhà mục sư cầu nguyện. Tôi hỏi, ủa bị điếc khi nào? Mới đây hay là lâu rồi? Dạ mới đây thôi. Tự nhiên là bên tai trái bị điếc, nó mất luôn thì mất luôn cái thính lực, không nghe được. Thì qua điện thoại tôi mới nói được rồi, bây giờ tôi sẽ cầu nguyện. Và khi tôi cầu nguyện thì Chúa bày tỏ cho tôi biết rằng là chú Tiến này, tôi hỏi rằng là ngày xưa chú có gia nhập cái đạo Cao Đài, có một cái lời thề, chú có thề không? Ông nói có. Bất cứ một ai gia nhập cái đạo Cao Đài đều phải có một lời thề. Đổi đạo bỏ đạo là trời chu đất diệt. Chú nói đúng rồi có, nhưng mà tôi khi tin Chúa thì mục sư mà hướng dẫn tôi, chú cũng có cầu nguyện cho tôi rồi. Tôi nói tôi không biết là mục sư nào cầu nguyện cho chú. Nhưng mà khi tôi cầu nguyện cho chú thì chú bày tỏ cho tôi là cái lời này chưa được phá hủy. Bây giờ chú đồng ý để phá hủy không? Tôi sẽ hướng dẫn chú để cầu nguyện phá hủy. Thì ông đồng ý. Tôi hướng dẫn rất rõ từng chữ một về cái lời thề đó. Tôi nói chú thề sao chú nói là y vậy giùm tôi. Chú ơi, trước đây con đã nhập môn và con có thề như vậy. Nói ra. Và khi nói ra xong thì bây giờ nó tuyên bố nhân danh Chúa Jesus, lời thề này được hủy bỏ ngay bây giờ trong danh Chúa Jesus. Và tôi cầu nguyện cho chú, tôi tuyên bố rằng tất cả các quyền cai trị và thế lực liên quan đến cái giao ước mà khi nhập môn này phải chấm dứt, và tà linh gây nên cái bệnh điếc tai bên trái này ra khỏi. Và anh chị em biết điều gì xảy ra không? Lập tức nghe lại bình thường cho đến bây giờ luôn, không còn tái lại. Hallelujah. Ở tại An Hòa. Dạ. Bữa nay không biết rằng là cô Tiết có cô Tiết đang ở Nha Trang. Dạ. Cô Tiết đang ở Nha Trang. Cảm ơn Chúa. Có những cái điều mà chúng ta thấy lần phép là Chúa xảy ra ngay tức khắc. Ngày thứ tư trong tuần vừa rồi phải không chị? Thứ tư tuần trước phải không chị Sáu ạ? Dạ. Tôi kêu bằng chị tại vì thấy chị trẻ quá, tôi kêu bằng chị, chứ đúng là tôi kêu bằng cô mới đúng. Làm tôi. Ngày thứ tư vừa rồi, cô Sáu đến đây đi cùng với lại cô Trà My. Và cô Sáu tôi, khi tôi đứng tôi dậy ở trên đây, thì cô Sáu tôi thấy rằng là cứ gục cái đầu và nghiêng cái đầu như thế. Cuối cùng ngồi không nổi luôn, và gục trên cái ghế này luôn. Tôi hỏi cô My có chuyện gì vậy? Cô My nói có vấn đề. Tôi nói thôi cờ được, cổ cứ như ở đó đi. Và tôi dạy xong thì nghỉ giải lao và bước xuống cầu nguyện cho cô và cô được giải cứu. Tươi tỉnh bắt đầu từ đó tới chiều nghe lời Chúa rất là ngon lành. Tới tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tôi hỏi chị Sáu khỏe không, vui mừng không? Chị nói vui mừng lắm, mùa xưa khỏe lắm, nhưng hiểu sao mà tự nhiên hai cái chân vỡ xương múp. Và trước mặt mọi người bữa đó có ai với ai ạ? Có ai? Huy, ai nữa? Bữa đó cầu nguyện cho chị Sáu cái chân á. Thì có một số chị em ở lại để ngủ lại. Thì tôi kêu chị ngồi lên cái ghế và tôi nâng hai cái chân chị lên. Đúng là hai cái chân nó sưng múp, cho em bóp cho nó trồng do cho nên kinh ngắc. Và cầu nguyện cho chị, tôi hỏi cái chân này nó có phán bùa không? Chị nói phán hết trơn, mục sư ơi, nhiều lắm, chỗ nào cũng có phán hết trơn á. Thế nên bây giờ chị đồng ý để hủy bỏ đó không? Ngài đồng ý cầu nguyện nhân danh Jesus, hủy bỏ tất cả những cái phán bùa ngải, bùa lỗ ban gì đó, tất cả những cái tà linh này rơi khỏi. Và cảm tạ Chúa, cầu nguyện xong
Sau đó thì tôi vô phòng tôi nghỉ, chị ở đây cũng nghỉ, tôi đâu có không có nhớ, không có để ý nữa. Sáng hôm sau khi vô thờ vườn Chúa xong, tôi chuẩn bị tôi dạy, thì tôi hỏi gì sao? Chân của chị sao rồi? Bao lâu đã nó xẹp gì sao? 5 phút cái chân, trời ơi, 5 phút cái sừng xẹp lép. Hallelujah, yeah, hallelujah. Quỷ bị đuổi ra hoặc là cái giao ước bị phá hủy, thì Chúa cho nó trở lại, bình phục trở lại. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Vừa rồi Chúa cho tôi một cái ấn chứng. Sẽ có những cái ân tứ chữa lành siêu nhiên trên hội thánh của Ngài và trên chức vụ của tôi. Sẽ chữa lành những cái bệnh nan y hay là cái bệnh mãn tính. Đó là cái điều mà Chúa Ngài khẳng định cho tôi trong tuần rồi, là sẽ ban cho con cái ơn này. Tại vì không phải cùng một lúc chúng ta có được tất cả các ơn đâu. Vì các ơn do Thánh Linh của Chúa ban cho. Phần cuối tôi xin họ sẽ chia sẻ bà chị em để làm sao mà tôi bà chị em có thể được cái ơn đó. Bà chị em có mong ước không? Dạ. Tôi hầu vì Chúa năm nay là gần 30 năm rồi, bà chị em 2 năm nữa là 30 năm rồi. Và mỗi ngày đi với Chúa như vậy, nó càng ngày càng đi tới, sức lực càng thêm lên. Có những lúc cũng ngã, yếu. Có những lúc trồi, có những lúc cũng sụp. Nhưng mà tôi nhìn thấy rất rõ về ơn của Ngài tiếp tục ở trên đất kẻ sống, để chúng ta không ngã lòng. Nhiều khi có lúc chúng ta gặp nan đề, chúng ta cảm thấy bị trùng bước. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể dùng những cái người có nan đề đến với chúng ta, và khi anh chị em cầu nguyện thì phép lạ xảy ra, lúc đó chúng ta lại được nâng đỡ. Đó cũng là ơn của Chúa. Đó là cái điều, cái cách của Chúa Ngài vận hành. Ngài làm cho chúng ta được trở nên tươi mới. Cảm tạ Chúa. Cô nghe ngủ được mấy tiếng rồi? Dạ, ngợi khen Chúa. Mất ngủ trắng bây giờ cầu nguyện, mới cầu nguyện hôm thứ 6 vừa rồi được chữa lành. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Gần 50 năm bị mất ngủ. Wow. Dạ, có nghĩa là ngủ rất ít đúng không? Dạ. Dạ, uống thuốc ngủ. Rồi khen Chúa. Hallelujah. Bây giờ có còn thuốc nữa không? Ngưng uống thuốc rồi, nhưng mà giấc ngủ Chúa ban cho cả ngày yêu. Ngợi khen Chúa mà cho em ơi. Hallelujah. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. Cho nên chúng ta thấy ở đây là gì? Có sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy là người ta đem những kẻ bị quỷ ám, người ta đem những người bị ức hiếp đến để cho Chúa Giêsu chữa cho. Bây giờ Chúa Giêsu đi rồi, Chúa Giêsu về trời rồi, ai chữa đây? Ai chữa? Mình chữa. Anh chị em nói đi. Chúa về trời, bây giờ Chúa ủy thác lại cho tôi để chữa lành. Đó đi ạ. Chúa về trời rồi, Ngài ủy thác lại cho tôi, cho hội thánh của Ngài chữa lành, phá hủy công việc ma quỷ. Amen. Con Đức Trời hiện ra để làm gì? Hủy phá công việc của ma quỷ. Con Đức Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Vừa rồi hơn 20 chị em phụ nữ học 3 ngày, và gần như 99% được chữa lành hết. Mỗi lần kia tôi với mục sư Trà My, chúng tôi đi với nhau, và mục sư Trà My nói rằng: mục sư ơi, các chị em phụ nữ nhiều nan đề, quá nan đề, bây giờ nên dành một cái những cái ngày học bồ linh để giúp cho chị em phụ nữ. Và chúng tôi nói học, và chị em phụ nữ không có đi làm, không có tiền, làm sao mà có tiền để đóng để cùng học? Mà hiện tại bên họ thánh mình cũng không có đủ tiền nữa, tiện nhiêu là sử dụng cho truyền giáo huấn luyện hết rồi. Thì phải là cầu nguyện để Chúa Ngài mở đường, Ngài tiếp trợ. Và anh chị em biết, đến cái tuần lễ, trước tuần lễ đó mấy ngày thôi, nhưng mà có sự tiếp trợ. Và tôi nhắn liền cho cô My rằng là có sự tiếp trợ, bây giờ thông báo liền cho anh em, chúng ta sẽ học thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Và thông báo liền cho anh em, hình như là ngoài ngày đó là ngày thứ sáu hoặc thứ bảy của tuần trước thông báo. Và cảm tạ Chúa thì có khoảng hơn 20 chị em phụ nữ
Nếu mà tất cả chị em phụ nữ của tổng hội mà đi đầy đủ thì cái căn phòng này chứa không hết. Mà sau 3 ngày học, những người được chữa lành, những người kinh nghiệm trong quyền năng của Chúa, họ được giải phóng, họ muốn học nữa một giờ, học nữa. Hallelujah. Và bây giờ tôi hỏi nè, quý ông, nếu quý bà được chữa lành thì ai hưởng ạ? Nếu quý bà được chữa lành thì gia đình hạnh phúc phải không ạ? Nếu quý bà mà được chữa lành nội tâm, tức là không còn giận, không còn hờn, không còn bị tổn thương nữa, thì cả nhà đầy cái sự ngợi khen, đầy vui mừng. Nếu quý bà được chữa lành thì sao? Giống như cây nho gì? Thánh mẫu. Thánh mẫu là sao? Xanh tươi, ra trái ngoài, sồn sồn 2 năm đẻ lần. Trái đây không phải là trái cục thể, mà trái đây là trái của Thánh Linh. Amen. Bông trái Thánh Linh đầy dẫy ở trên những con người đó. Và chúng ta thấy rằng là những người nữ của Chúa lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng vui mừng, lúc nào cũng yêu chồng, thì thôi còn gì bằng nữa. Thiên đàng ở trên đất, ngay trên đất liền. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy là cái người nữ của Chúa ở trong nhà Chúa mà cứ buồn bã, âu sầu, não ruột, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thì lâm râm thì sao mà chị em? Mệt đúng không? Nhưng mà Chúa muốn cho gì? Tất cả những người nữ của Chúa phải là những người nữ tài đức. Người có gia đình hay chưa có gia đình cũng đều được trang bị như thế. Họ được chữa lành bởi vì thế giới này làm cho họ bị tổn thương. Lê thế giới này làm cho họ bị đau đớn. Thì trong Chúa Giê-xu sẽ làm cho họ được chữa lành. Và tất cả những người nữ của Chúa cần được chữa lành hết. Và tôi nói sắp tới nữa, không phải mấy người nữ nữa, mấy ông nữa. Là có cái lớp cho mấy ông để mà mấy ông cũng kinh nghiệm quyền năng của Chúa để trở thành một người lãnh đạo gia đình nữa. Và tôi nói mà chị em là nhiều ông cũng bị đau đớn đủ thứ hết phải không? Bị tổn thương về tình cảm, bị đau cái tim bên phải, bị đau cái tim bên trái. Và xin Chúa cho để rồi kinh nghiệm, tất cả chúng ta được kinh nghiệm Chúa. Hallelujah. Có sự hiện diện của Chúa Giê-xu thì được chữa lành. Tại đây những người này đã đem một người bị quỷ ám câm và đuôi đến. Và tại đây có sự hiện diện của Chúa Giê-xu và quỷ được đuổi ra. Kinh Thánh kia là gì? Đến nỗi nha, Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được. Ngợi khen Chúa. Câm và đuôi thì nó chỉ là một phần của cái công việc của ma quỷ thôi, chứ không phải là hết, không phải là chỉ có câm và đuôi. Vì công việc của ma quỷ nó đến, nó làm cho những người bị nó khống chế, khiến cho người nó điên loạn, không tự chủ được mình. Và suốt lịch sử cả Cựu Ước, chúng ta thấy không có ai đuổi quỷ. Có đúng không anh chị em? Duy nhất có một người cầm cái đàn, đàn và quỷ nó rời khỏi cái ông kia, là David. Duy nhất có mình David là như vậy. Chúng ta cũng không thấy các ông tiên tri đuổi quỷ. Có chữa bệnh có, nhưng chúng ta không thấy các tiên tri đuổi quỷ. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến thì Chúa Giê-xu đuổi quỷ. Mà Chúa Giê-xu nói gì? Kẻ nào tin ta thì cũng làm việc ta làm và làm lớn hơn nữa. Và ai tin ta thì lấy danh ta làm gì? Đuổi quỷ. Anh chị em là có phải là người tin Chúa Giê-xu không? Nếu anh chị em là người tin Chúa Giê-xu thì anh em cũng làm được việc Chúa làm và làm lớn hơn nữa. Anh chị em là người tin Chúa Giê-xu thì anh chị em đuổi quỷ. Và Chúa nói đặt tay lên cái đau thì sao? Kẻ đau sẽ lành. Hallelujah. Xin Chúa sức dầu để quyền năng về sự chữa lành không kén chọn bất cứ một căn bệnh nào, nhưng quyền năng chữa lành đáp ứng tất cả nan đề của chúng ta. Và các anh các chị chuyển động sẽ có Chúa chuyển động cùng, và có ngay chuyển động quyền năng sẽ xảy ra. Và khi Chúa Giê-xu ngày chữa lành cho người ta thì ở đây có những người nào nhạo báng ạ? Câu số 23, chúng lấy làm lạ mà nói rằng có phải người đó là con của David chăng? Điều đầu tiên họ bất phạm bởi vì họ nhìn Chúa Giê-xu ở trong một cái góc độ của con người. Họ không nhìn Chúa Giê-xu theo góc độ của thiên đàng. Ủa cái người này là con David mà cũng, con cháu David mà cũng có thể đuổi quỷ được ạ? Có giờ anh chị em cũng từng bị người khác nói: ủa cái thằng đó mà
cũng bây giờ cũng giảng đạo nữa. Ủa cái con nhỏ kia mà bây giờ nó cũng bây đặt làm giảng đạo nữa. Dạ. Tôi đi học vì Chúa thời gian. Tôi sau khi đi về tôi mới ghé thăm những người xung quanh nhà. Tại vì hồi đó ở dưới quê mà tôi lúc tôi còn nhỏ lùm bùm tắm mưa. Bỏ cái vụ trước nha, tắm mưa thôi. Thì tôi qua tôi nói chuyện với cái anh đó, tôi kể cho anh nghe thiên văn rồi địa lý, tôi nói đủ thứ. Anh nói thôi về nhà mày lo nhà mày đi mày. Tại vì đối với họ tôi là gì? Tôi là con của ông Tâm Rạng, không hơn không kém. Ba tôi tên Rạng, con ông Tâm Rạng, không hơn không kém. Cho nên khi tôi đi về quê đó chị em, tôi đi về miền Tây đó, thì tôi đi với những anh em của chúng tôi, với những học sinh viên của chúng tôi nữa, những người mới tốt nghiệp đi sinh viên của tôi. Nhưng mà tôi về tôi không có cầu nguyện, tôi không có giảng, tôi để cho mấy người đó giảng, kể cả còn giảng rồi chia sẻ cho má tôi, rồi cầu nguyện với má tôi. Má tôi treo ra ông này được ơn ghê luôn. Đâu biết ông này là học trò của ông này. Mà ông này mà nếu nói ra thì má tôi nói này là thằng Bửu, con của tao. Cho nên sao? Đấm tiên tri không được gì? Tôn trọng trong quê hương của mình. Chứ dùng mọi lạ lời khác để nói. Tôi nhớ ngày xưa là thầy Kiệt đó, chị Loan ấy. Đi về chúng tôi, thầy Kiệt là nhân sự của mà. Thầy Kiệt là người mà là học viên của tôi mà. Đi về và thầy Kiệt giảng cho má tôi cầu nguyện này kia đủ thứ hết trơn. Tao treo ơi cái ông này được ơn cái luôn. Cảm ơn Chúa, Chúa dùng mọi lạ lời khác. Chúa có thể dùng tất cả chúng ta, Chúa có thể dùng bất cứ ai để có thể làm công việc của Ngài. Mà chúng ta biết là cái người ta đó, người ta nhìn vào đó, người ta nhìn vào bên ngoài. Nếu chúng ta có mối quan hệ gần gũi á, họ nghĩ chúng ta là cái người đó thôi, chứ họ không nghĩ chúng ta là tôi tớ của Chúa. Vì sao Chúa Giê-xu khi về Nazareth thì Chúa Giê-xu không có làm được nhiều việc, mà Ngài chỉ làm gì? Đặt tay cầu nguyện cho một số người được chữa lành thôi. Tại vì ở đó dân chúng không có tin Ngài. Họ không tin Ngài không có nghĩa là Ngài không có quyền năng. Đúng không ạ? Ngài vẫn là Ngài, Ngài vẫn có quyền năng. Nhưng bởi vì họ không tin Ngài cho nên họ không nhận được quyền năng từ Ngài. Ngày nay cũng vậy, tôi và chị em bước đi trong quyền năng của Thánh Linh. Nhưng nếu cái người đó tin, thì họ tin lời của Chúa, tin lời chúng ta rao giảng, họ tin rằng tôi là tôi tớ Chúa, thì lúc bây giờ họ nói, cầu nguyện cho tôi tin mục sư là tôi tớ của Chúa. Khi họ tin tôi là tôi tớ Chúa, thì quyền năng của Thánh Linh của Chúa ở trên tôi, qua tôi có thể đến cho đời sống của họ. Nhưng nếu dẫu tôi là người đầy sự sức dầu, nhưng nếu họ không tin thì không có nhận được điều gì từ nơi Chúa cả, mà cũng không có nhận được gì từ nơi chúng tôi. Cho nên có những người này họ vấp phạm. Ủa? Thì ông này là con thợ mộc mà, ông này là con của vua David mà. Chúng ta xem câu 24 này. Xong những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Bê-xê-bum là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Nào bây giờ tôi hỏi anh chị em nè, trước khi Chúa Giê-xu đến, thật ra có người đuổi quỷ không ạ? Có người từng đuổi quỷ không ạ? Trước khi Chúa Giê-xu xuất hiện, có người từng đuổi quỷ không ạ? Trước khi Philip ở tại Samari thì có người đuổi quỷ không ạ? Trước khi Phao-lô có mặt thì có người đuổi quỷ không ạ? Bảy con trai Sê-va đã từng đuổi quỷ. Họ mang danh là họ đuổi quỷ, phải không? Và họ nhờ quỷ nào để mà đuổi? Họ dùng Bê-en-xê-bum. Bê-en-xê-bum được gọi là chúa thần ruồi hay là thần ô uế. Cái tên Bê-en-xê-bum là thần ô uế, có nghĩa là trước đó họ đã từng nhờ Bê-en-xê-bum để đuổi quỷ. Chúng ta từng thấy anh chị em đã từng cầu nguyện cho những người mà bị quỷ ám, nhưng mà trước đó họ đã từng nhờ những ông thầy trừ quỷ không? Chị Sáu đã từng nhờ những thầy để trừ quỷ không? Có. Nhưng mà trừ hay là vô thêm? Có vô thêm. Con lớn chấn áp con nhỏ, con sau chấn áp con trước. Và càng ngày thì sao ạ? Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Chị nói rằng là hồi đó mà bị con mắt tự nhiên nó mờ cái đó, thầy ông cắt mắt bập bập rồi sáng, hai tháng sau tối hơn.
Nhưng mà khi Chúa giải phóng thì sao ạ? Sáng luôn. Chúa đụng cho đến là sáng luôn. Hallelujah. Cho trước khi Chúa Giêsu xuất hiện, vẫn người ta vẫn nói là đuổi quỷ trừ tà. Anh chị em thấy ngày hôm nay các tôn giáo cũng vậy, họ cũng nói gì? Họ đuổi quỷ trừ tà. Nhưng mà tôi nói anh chị em rằng thật ra là con quỷ khác nó vô. Duy nhất chỉ có qua danh của Chúa Giêsu thì tà linh nó rời khỏi người ta và không được phép quay trở lại. Còn tất cả những người thế gian này đều phục dưới quyền của ma quỷ. Vừa rồi trên mạng tôi có coi một cái anh chàng này, ở làng nó có một cây đa, người ta nói cây đa là linh thiêng lắm, người đốn. Và anh chàng này nói tôi không có sợ, để tôi đốn. Và khi anh chàng này đốn cây đa xong thì anh chàng này như là một cái con cọp bò thành hai chân, và người ta nói cái này do đốn cây đa cho nên ông thần hổ nhập vô. Có phải cây đa có ông thần hổ không? Tại vì tại đó người ta thờ. Mà những người này, tại sao những người này khi mà đốn cây đa tại sao là bị cái con ông thần hổ này nhập vô? Vì người này không có quy quyền của Chúa. Cho nên nếu chúng ta có quy quyền của Chúa, nó không thể làm gì được chúng ta hết. Anh chị em đừng có nghĩ là mấy người nhỏ, con cái của mình nhỏ, nó lên nó thờ phượng Chúa, nó bò, nó lăn, nó chuồng như vậy, nó không có quyền năng của Chúa đâu. Nó có đó. Nó có thánh linh của Chúa đó. Bữa nào thử Mục Sư Lâm mà đuổi quỷ kêu Lâm Càng nói theo thôi, nhân danh Chúa Giêsu tà linh lui. Nó làm rồi luôn hả? Mà nếu đặt tay lên người ta không té thì nó là sao? Nó xô người ta. Hai nhóc tôi vậy. Thấy tôi cầu nguyện cho người ta té. Tới chừng hai anh em đặt tay. Thằng nhỏ đặt tay, thằng lớn té. Thằng lớn té cho thằng nhỏ khoái. Tới chừng lớn rồi giờ đem ba đặt tay cho em, đặt tay. Thằng nhỏ không chịu té, xô cho mày té luôn. Anh chàng đó, anh chàng lại đánh đàn đó, xô em té luôn. Có lần tôi đã còn bị giải cứu và con tôi đứng ở cửa đó lấp ló. Và tôi nói vô đây con, Chú kêu tôi hãy kêu nó đuổi đi. Và nó đuổi. Cầu nguyện nó nhân danh Chúa Giêsu nó đuổi. Cái người mà bị quỷ ám té ra luôn. Có lần nó đau bụng. Mà chạy nó đau bụng. Nó chạy vô chạy vòng. Ba con đau bụng, ba đặt tay cho con đi. Cái tôi đặt tay. Bởi đức tin của nó mà tôi đặt tay. Nhân Chúa Giêsu cái bệnh cái đau bụng này biến mất. Hắn ta chạy vòng chơi ngồi, tôi kêu lại con ở đây. Hết đau bụng chưa? Dạ, ba đặt tay là con hết liền. Rồi đến chừng mà tôi bị bệnh, tôi bị sốt, tôi bị ho, tôi nằm chỗ. Mà chạy vòng chơi cái mẹ nó kêu con lại con nguyện cho ba đi. Nhân danh Chúa Giêsu, cái gì ở trong ba của ta ra. Tôi không biết là cái gì nữa. Mà chúng ta thích đức tin của con trẻ đó là tuyệt vời. Đem sơ như con trẻ cho nó, đừng hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Anh chị em tin là nhiều khi con trẻ nó còn tin hơn mình nữa đó. Nó đem sơ hơn mình nữa. Thấy mình làm sao nó làm vậy đó. Cho nên Chúa Giêsu cũng nói là gì? Các ngươi hãy trở nên như con trẻ thì nước thiên đàng ở cùng các ngươi. Người nào trở nên con trẻ thì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Mà cái chìa khóa nằm ở đây anh chị em. Cái chìa khóa nằm ở trong nước thiên đàng. Và chúng ta sẽ nói đến nó trong phần sau. Cho nên con người có thể vấp phạm, họ vì có họ không có nhận biết. Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Khi bắt đầu có xuất hiện của Chúa Giêsu thì lúc bấy giờ chúa quỷ nó phải lòi ra. Có sự xuất hiện của Chúa Giêsu thì chúa quỷ phải lòi ra. Thần ô uế này, linh ô uế này nó phải lộ ra. Người ta nhầm lẫn, giống như ở trong Công Vụ Sứ Đồ chương 8 thì người ta cũng nhầm lẫn quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời sống của Philip và đời sống của Simon ở trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 8 câu 9 và câu 10.
Bây giờ trong thành có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là người danh tiếng, khiến cho dân Samari thấy lắm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Rõ ràng Simon này có làm một cái việc có quyền phép. Nhưng mà trước khi Philip đến thì cái quyền phép này nó chiếm ngữ ở cái vùng thành phố Samari này. Cho đến khi Philip xuất hiện thì anh chị em thấy điều gì xảy ra ở trong câu số 6. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và kẻ què được chữa lành cũng nhiều. Trước khi Philip đến thì Simon lộng hành, nhưng mà khi Philip xuất hiện thì tà linh ở trên Simon, tà linh mà Simon mượn đó, phải bị khuất phục trước quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Có một cái câu nói của một tên Chúa nói như thế này: tại sao tại đó ở đó có bóng tối? Bởi vì ở đó không có sự hiện diện của sự sáng, cho nên có bóng tối. Ánh sáng đẩy lùi bóng tối, chứ bóng tối không có khả năng để đẩy lùi ánh sáng. Khi sự sáng đến thì bóng tối nó phải chạy trốn. Chúa Giêsu nói các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được. Người ta đốt không bao giờ cái đèn mà để dưới thùng cá, nhưng mà để trên trên đèn để soi sáng mọi người trong nhà. Mà sự sáng các ngươi cũng vậy, phải làm gì? Soi trước mặt người ta. Cho nên là con cái của Đức Chúa Trời, khi chúng ta công bố lời Chúa ra là sự sáng của Chúa, công bố lời của Chúa ra thì chúng ta đang đem gươm của Thánh Linh để hủy phá công việc của ma quỷ, vì con Đức Trời hiện ra để hủy phá công việc ma quỷ. Hiện nay đèn của anh chị em đang ở dưới cái thùng hay là trên trên đèn à? Trên hay dưới à? Chắc không à? Có người thì lâu lâu trên, lâu lâu dưới. Nhưng mà xin Chúa cho gì? Đèn của chúng ta phải luôn luôn cháy, và đèn của chúng ta phải luôn luôn ở trên trên đèn, để khi anh em di chuyển thì ma quỷ nó phải lộ diện. Anh em di chuyển, người ta được giải cứu, người ta tin Chúa, người ta được chữa lành. Amen chị em. Những người Pharisee nói như thế nào? Người này dùng chú quỷ mà trừ quỷ. Mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đối đáp với họ như sao? Đức Giêsu biết ý tưởng của họ thì phán rằng: một nước mà chia sẻ nhau thì bị phá tan, một thành hay là một nhà mà chia sẻ nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia sẻ nhau thì nước nó làm sao còn được? Và nếu ta nhờ Bê-xê-bu mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chính là chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đến tận các người. Như vậy tại đây Chúa Giêsu ngài liên kết giữa cái việc mà ngài đuổi quỷ với vậy nước của Đức Chúa Trời. Và ngài nhờ ai để đuổi quỷ? Thì tại đây Chúa Giêsu nói sao? Nếu ta cậy Thánh Linh của Trời mà đuổi quỷ thì nước Đức Chúa Trời đến tận các người. Hay là có kẻ nào vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức hay sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Ai không ở với ta thì nghịch với ta, ai không thâu hiệp, tức là kết hiệp với ta thì tan ra. Chúa chúng ta không phải là ngài bị lôi kéo. Chúa của mình không bị lôi kéo. Chúa không bị lôi kéo vì số đông. Chúa cũng không bị lôi kéo vì cái nhãn mát. Nhưng Chúa, ngài không bao giờ tay vì ai. Và nếu như ai thuộc về ngài thì sao? Ai không thấu hiệp với ta thì tan ra. Như vậy khi chúng ta thấu hiệp với ngài hay là kết hiệp với ngài, thì theo như ở trong Côn Tô nhất chương 6 thì nói gì? Ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng ngài. Có nhiều người nói tôi ở thánh này, tôi ở thánh này là đầy quyền năng, tôi ở cái nhóm kia là đầy quyền năng. Không, 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 không và không. Người nào ở với Chúa thì người đó mới có quyền năng. Người nào kết hiệp với Chúa thì mới trở nên một tánh thiêng liêng cùng ngài. Người nào tương giao với ngài thì quyền năng, sự sáng, sức mạnh của ngài đi cùng. Người nào liên tục ở trong lời của ngài thì ngài ở trong người đó như lời hàng ngày hứa. Ngài không tay vì ai, ngài không tay vì ai hết. Không phải vì tôi là mục sư thì ngài ở cùng tôi. Nếu tôi lười biếng, tôi không nghiên cứu lời Chúa, tôi không tương giao với Chúa thì tôi không hiểu lời Chúa. Làm sao tôi lại cung cấp thức ăn cho quý bà chị em được?
Nếu tôi không có ơn của Chúa, làm sao tôi giúp đỡ người khác để người khác được tự do? Cho nên Chúa nói là gì? Ai mà không thông hiệp với ta thì tan ra. Tôi sẽ đọc lại cho Kinh Thánh này. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, còn ai không thông hiệp với ta thì tan ra. Chúa đã cảnh báo người Pharisee, mặc dù họ làm công việc của Đức Chúa Trời. Từ Pharisee có nghĩa là biệt riêng ra, rõ ràng họ sống đời sống rất thánh khiết. Về cái việc mà giữ theo điều răn thì người Pharisee là số 1, phải không? Ông Phaolô nói rằng là về mà cái việc mà làm theo luật pháp thì ông không chỗ trách được, có nghĩa là ông hoang áo, nhìn vào là một người hoang áo. Nhưng mà Chúa nói là gì? Dầu cho họ là Pharisee, dầu cho họ là gì đó, nhưng nếu họ không kết hiệp với Ngài thì tan ra. Không có sự hiện diện của Ngài thì không thể có Đức Chúa Trời ở trong đời sống của người đó. Nghe nói con bà chị em có kết hiệp cùng Chúa không? Chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta kết hiệp cùng Chúa nữa. Một cô gái với cùng một chàng trai yêu thương nhau, họ đi ra ngoài làm lễ làm cái giấy kết hôn. Họ thuộc về nhau chưa? Về pháp lý thì thuộc chưa? Thuộc rồi. Nhưng mà một thân thì họ thuộc chưa? Họ chưa. Dù cho họ làm cái tờ pháp lý đó 5 năm, 10 năm mà họ chưa về với nhau thì họ cũng không thuộc về nhau. Chúng ta tin Chúa giống như một pháp lý, là có con tin Ngài và được ấn chứng Thánh Linh của Chúa trong lòng chúng ta. Nhưng mà nói rằng chúng ta thuộc về Chúa chưa? Thì chúng ta có sẵn sàng để chia sẻ với Ngài, cùng làm một với Ngài không? Để Thánh Linh Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời của con không? Như vậy thì nếu chúng ta hiệp một cùng Ngài thì chúng ta trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài, thưa anh chị em. Không phải là mang đảng phái Pharisee thì chúng ta là có tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hay là thầy tế lễ là tánh thiêng liêng cùng Ngài, thưa không? Nó không tùy thuộc vào chức vụ hay là bất cứ một cái gì cả, nhưng nó tùy thuộc vào mỗi tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng 15 nói sao? Nhánh nào mà cứ ở trong ta thì sao ạ? Sinh ra lắm trái. Cứ ở trong ta thì sinh ra lắm trái. Ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Chúa Giêsu nói tiếp ở trong câu 31-32: ấy vậy phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu nói phạm Đức Thánh Linh thì dẫu đời này hay đời sau cũng chẳng tha được. Cho nên ở trên là nói về sự giải cứu, ở trên là nói đuổi quỷ và chữa lành, nhưng mà tại sao ở dưới Chúa Giêsu lại kèm vào về tội phạm đến Đức Thánh Linh? Chúa Giêsu khi ở trên đất thì Ngài cũng phải nhờ Thánh Linh. Thánh Linh đầy dẫy trên Ngài, Thánh Linh ban quyền phép cho Ngài. Và trong câu 28 Chúa nói nếu ta nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ thì nước Đức Trời đến thành các nơi. Như vậy Chúa Giêsu, Thánh Linh, quyền phép của Ngài, đó chính là thể hiện của nước Đức Chúa Trời. Và những người Pharisee này đang nói nghịch lại cái công việc của Chúa Giêsu đang làm, là Ngài đang đuổi quỷ, nhưng họ nói là Ngài nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ. Có nghĩa là họ nói Chúa Giêsu đang nhờ Thánh Linh mà Thánh Linh đuổi quỷ, mà bây giờ họ nói Chúa quỷ thì họ nói Thánh Linh lại là Chúa quỷ. Đó là tội phạm thượng. Là cơ đốc nhân, khi mà tôi đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này thì tôi rất là bối rối. Tôi bối rối mức độ là Chúa ơi, như thế nào là tội phạm Đức Thánh Linh? Chúng ta không biết. Đôi khi chúng ta phán xét về cái người đó, về cái tội phạm Đức Thánh Linh, nhưng mà thực tế thì nó không phải. Vậy thì tội phạm Đức Thánh Linh là tội gì? Ông bà chị em có muốn biết không? Mình biết để mình có gì, mình phạm cái gì, phạm chứ chừa cái đó ra, đúng không? Tội phạm Đức Linh không phải cùng một lúc tự nhiên rồi phạm Đức Linh, nhưng mà tội phạm Đức Linh nó diễn biến theo cái mức độ tiệm tiến. Có 5 cái mức độ để chúng ta sẽ xem cái tội phạm Thánh Linh là gì. Cái mức độ đầu tiên đó là chống cự Thánh Linh. Chúng ta xem ở trong Công Vụ đoạn 7. Công Vụ đoạn 7 câu 51. Công Vụ đoạn 7 51. Chúng ta đọc cùng nhau ạ. Hỡi những người cứng cổ, lòng mà tai kia chẳng cắt bì kia,
Các ngươi cứ nghịch với Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thấy ấy. Đây là bài giảng của ai ạ? Ê-tin. Ê-tin đã quả trách ai? Ê-tin dùng bài giảng này nói chỉ với ai ạ? Đó là những người thầy thông giáo, đó là những người ca nhà hội, đó là những người thầy tế lễ. Mặc dù họ có chức vụ đó, nhưng mà Ê-tin nói là gì? Hỡi những người cứng cổ và lòng tay chẳng cắt bị kia, các ngươi cứ nghịch lại với Thánh Linh hoài. Nghịch lại với Thánh Linh hay là chống cự Thánh Linh cũng là chống cự lại cái công việc của Thánh Linh đang làm, Thánh Linh đang hành động. Chúng ta từ khi Thánh Linh tuôn đổ ở trong công vụ đoạn 2, sau đó 3.000 người được cứu, nhiều người được chữa lành, đến rồi cái bóng của Phêrô đi ngang qua, người ta cũng được chữa lành. Tưởng chừng như là sau khi Ani và Samira chết thì mọi người đều bỏ Chúa bởi vì kinh khủng quá. Nhưng mà không, sau đó là một cơn phục hưng cực lớn. Khi tội lỗi được loại trừ thì cơn phục hưng cực lớn, đến là cái bóng của Phêrô ngang qua cũng chữa lành người ta. Cho nên cái đời sống chúng ta muốn kinh nghiệm được quyền năng lớn của Chúa thì chúng ta cũng đòi hỏi có một sự kỷ luật rất là cao trong cái đời sống của chúng ta. Ai giao thiệp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng mà chúng ta giao thiệp với bạn bè xấu thì làm hư thối nết tốt. Cho nên chúng ta thấy là những người tại tế lễ này, những người do thông thái này, thông giáo này, họ thật sự là họ biết Chúa, họ biết công việc của Thánh Linh, nhưng mà họ tìm cách để họ ngăn trở và bắt bớ đạo Chúa. Đây là linh chống nghịch lại Đấng Christ. Nó có từ khi nào anh chị? Có phải mới có đây không? Nó có từ khi Đấng Christ giáng sinh là bắt đầu nó chống lại Đấng Christ. Đó là cái loại nghịch lại Thánh Linh. Tội thứ hai, cái thứ hai, cái mức độ thứ hai, đó là làm buồn Thánh Linh. Chúng ta xem Ephesos đoạn 4 câu 30. Ephesos đoạn 4 câu 30. Chúng ta đọc cùng nhau Ephesos đoạn 4 câu 30. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Về cái tội làm buồn cho Thánh Linh là tội gì ạ? Tội nào làm buồn Thánh Linh? Theo mặt văn này thì cái tội nào làm buồn Thánh Linh ạ? Thứ nhất, đó là nói dối là làm buồn Thánh Linh. Ở trong câu 25 ghi như thế này: như vậy mỗi người trong anh em hãy chừa sự nói dối, phải nói thật với cả lân cận mình. Cho nên khi chúng ta được ấn chứng bằng Thánh Linh, chúng ta là người phải bước theo Thánh Linh. Nhưng mà nếu chúng ta nói dối nhau thì cái Thánh nói sao? Là chúng ta đang làm buồn Thánh Linh. Anh chị em có cắt bì cái nói dối này chưa? Tôi thấy làm lạ vô cùng, đó là ngày trước mình nói dối như cùi á, nhưng mà bây giờ chỉ cần một chút dối thôi tự nhiên Chúa nhắc chúng ta liền. Ai có cái dấu hiệu đó là chúc mừng anh chị em đang được Thánh Linh nhắc dẫn. Hallelujah. Hồi trước mình nói dối, okay, nói luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Vừa nhiều cái mới vừa mở miệng ra Chúa nhắc rồi, hoặc là trước khi mở miệng Chúa nhắc rồi, là chúng ta dừng lại liền, chúng ta không nói, loại trừ nó ra, cảm tạ Chúa. Rồi cái điều thứ hai là hay giận nhau. Dạ, yeah, hay giận nhau. Ở trong câu 26 và 27. Câu 26 và câu 27. Rồi chúng ta đọc cùng nhau ạ. Ví bằng trong anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Như vậy thì ở đây là cái giận nhau làm cho Thánh Linh Chúa buồn. Là bây giờ tôi hỏi anh chị em nè, ai trong chúng ta còn hay giận ạ? Hồi nãy đưa mạnh lắm, giờ dạ. Chú nhìn thấy không? Chú biết không? Ma quỷ biết không? Và nó nhân dịp, đúng không ạ? Còn Chúa thấy mình giận, Chúa cảnh báo. Chúa cảnh báo ông Cain là sao? Nếu người làm lành tại sao người không ngước mắt lên? Còn người làm quấy cho nên người gần nét mặt. Tại sao người giận vậy? Tội lỗi trước cửa làm gì? Rình đợi người đó. Cho nên giận không phải là công việc của Thánh Linh. Có nhiều người nói tôi giận nhưng mà tôi giận Thánh. Giận mà sao giận Thánh? Cái nào giận Thánh, cái nào giận không Thánh? Có chị giận mà giận Thánh nữa.
là ở đây thì sao? Nếu mà chúng ta giận thì sao? Kinh Thánh nói rõ là ma quỷ nhân dịp khi chúng ta giận mà chúng ta không tha thứ, đó là chúng ta đang làm buồn Thánh Linh. Thứ ba, chúng ta đọc câu số 28. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng ta chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Tội thứ ba mà làm cho Thánh Linh Chúa buồn là trộm cắp. Chắc là chúng ta không còn ai trộm cắp nữa ha, đúng không ạ? Một ngày kia dân xe nói là con có ăn trộm chỗ đâu, con trộm hồi nào đâu. Chúa nói sao ạ? Chẳng những ngươi ăn trộm mà cả nước ngươi ăn trộm nữa. Ngươi ăn trộm phần 10 và các của dân. Anh chị em nhớ một điều, phần 10 không phải của chúng ta. Phần 10 không bao giờ là của chúng ta. Đừng có cố để lấy cái phần 10 đã sử dụng riêng. Không có được phước đâu. Buồn Thánh Linh đó. Phần 10 là của ai? Của Chúa. Chúa cho mình hạt giống, mình gieo, Chúa cho, còn lấy 9 phần đi, ta con phần thôi. Lấy cái đó mà còn ráng ăn luôn cái hộp đó luôn, nhìn sao mà có cái mùa gieo nữa. Rồi, ai có trộm cắp không ạ? Nhiều khi tôi không có tính cái phần 10, mà tôi luôn luôn tôi dâng vượt hơn, tại vì tôi không muốn, tôi muốn làm sao đầu tư vào nước của trời là nhiều hơn. Cho nên không để cái phần 10 nó làm cho chúng ta mất đi cái phước hạnh từ Chúa. Tại vì giống nhiều gặt nhiều ít vậy. Rồi cái điều thứ năm. À thứ ba là trộm cắp, thứ tư là nói lời dữ. Câu 29 xin đọc cùng nhau ạ. Chớ nói một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói vời lại lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Lời dữ là gì ạ? Có phải là lời hung dữ không? Hung dữ cũng là một loại lời dữ, nhưng mà lời dữ đôi khi nói rất hiền mà nó dữ. Tôi nói cho mấy người, cái đầu mấy người chứa cái gì ở trong đó vậy? Nói nhẹ không à? Nói không ở cái răng luôn nữa, nhưng mà gì? Lời dữ. Chớ có một lời dữ ra từ miệng anh em. Khi nói thì nói lời lành để ân điển của Chúa được chuyển giao. Mà chúng ta nghe cái lời lành, chúng ta nghe nó mát cái ruột gì đâu á, phải không ạ? Nhiều khi đang giận mà nghe nói cái lời lành cho tự nhiên mát cái ruột liền. Lạ thiệt. Còn hơn cả thuốc bổ nữa. Một lời lành từ xứ xa mà đến giống như là cơn mưa vậy, làm cho túi mát. Rồi cái điều nữa ở trong câu 31 là những sự cay đắng hay là những cái việc khác như là buồn giận, tức mình kêu riêu mắng nhiếc cùng những điều hung ác. Đây là những điều mà Thánh Linh buồn. Để làm sao anh chị em biết được Thánh Linh buồn? Khi chúng ta giả sử như chúng ta nói một lời gì mà Thánh Linh đã nhắc chúng ta con đừng nên nói, nhưng mà vì chúng ta muốn nói để cho nó đã cái nơi của mình á, anh chị em vừa nói đã cái nơi xong nhưng mà chúng ta thấy cảm thấy có cái gì đó buồn đời đời, tự nhiên mình cảm thấy rằng là nhưng cái lời đó làm cho người đó kia bị tổn thương, chúng ta cảm thấy hối hận, rồi bắt đầu thay vì xin lỗi thì ngại xin lỗi, cho nên là không có xin lỗi mà khiều khiều thôi, và là nhờ người kia nói lòng vòng để mà xin lỗi thôi. Nhưng khi giữa vợ và chồng nói qua nói lại lời tổn thương, vừa nói ra là tổn thương cái người vợ mình, có thể nghe là bị tổn thương liền, nhưng mà không có muốn xin lỗi, nhưng mà lại giả lả để làm sao có sự hòa thuận lại. Cho nên là những cái điều hung ác hay những lời nói nghịch là điều đó làm Thánh Linh Chúa buồn. Một cái điều cuối cùng mà tôi dẫn chứng ở đây thôi, còn rất là nhiều điều ở phía sau trong đoạn 5, đó là sống mà không có nhân từ với nhau thì cũng làm Thánh Linh Chúa buồn nè. Như vậy đây là mức độ 2. Thứ nhất là những người nói nghịch lại công việc của Thánh Linh, cản trở công việc truyền giáo. Thứ hai là những người làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Mà cho em nghĩ người ngoại thì có làm buồn Thánh Linh của Chúa không? Không. Người ngoại là họ thuộc về ma quỷ, họ thuộc về cái sự quyền lực của ma quỷ cầm buộc trên họ, và Thánh Linh cáo trách họ thôi. Khi mà chúng ta rao giảng Thánh Linh cáo trách, cho nên người ngoại có thể họ chửi, họ rủa, cũng không phải làm buồn Thánh Linh, nhưng mà là con cái của Chúa. Chúng ta hiểu về Thánh Linh, chúng ta nếm về sự ban phước của Chúa thì đó là làm buồn Thánh Linh. Mức độ 3, dập tắt Thánh Linh. Chúng ta xem Tê-sô-lê-ca thứ nhất đoạn 5 câu 19. Câu này ngắn lắm. Chớ dập tắt Thánh Linh. Dập tắt Thánh Linh. Thánh Linh được ví như là gì? Lửa. Lửa phải cháy luôn. Khi chúng ta bước đi, chúng ta làm công việc Chúa,
Có những lúc Thánh Linh dẫn dắt chúng ta, Thánh Linh nhắc nhở chúng ta, Thánh Linh ngăn trở chúng ta. Thánh Linh đã từng làm như vậy đối với Phaolô. Phaolô định đi vào cõi Asia, Thánh Linh không cho phép. Ông sắm sửa đi vào cõi Bithyni, Thánh Linh cấm. Ngài cấm không được truyền đạo trong cõi Asia, và Phaolô đã vâng phục. Cho nên dập tắt Thánh Linh có nghĩa là tiếng nói của Thánh Linh nhắc nhở để chúng ta làm theo ý của Ngài. Nhưng mà chúng ta, vì đó là một cái nhu cầu của chúng ta, nhu cầu của xác thịt nó nhiều hơn, nó vượt hơn, chúng ta dập luôn. Có nghĩa là Ngài nói thì nói, con không nghe. Ngon chưa? Có bao giờ anh chị em cãi lại Thánh Linh chưa? Chúa nói đừng nói lời tổn thương này con. Nhưng con phải nói, con biết con nói cái lời này là người đó bị tổn thương, nhưng mà con phải nói. Con đừng làm cái điều đó con, làm cái đó là tổn hại đến vương quốc của Đức Chúa Trời đó. Nhưng mà con tức lắm, con phải làm thôi. Ngài không hành động thì con hành động, con thay trời thành đạo, hành đạo. Mà chúng ta thấy cái điều đó là gì? Dập tắt Thánh Linh, đến một lúc thì Thánh Linh không nói nữa. Vậy thì anh em tưởng tượng đi, mà chúng ta hầu về Chúa mà chúng ta Thánh Linh không nói nữa thì sao ạ? Thì xác thịt nói. Thánh Linh không nói thì xác thịt nói. Có nhiều lúc Thánh Linh nói nhưng mà chúng ta cãi lời, giống như Ba-la-am. Chúa nói là dân này là dân được ban phước, không được đi với chúng nó. Nhưng mà Ba-lắc gia tăng của lễ, và Ba-la-am thấy của lễ nhiều quá, thôi 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 được rồi. Chúa nói là không được đi, nhưng mà thôi tối nay ở lại đó, ở lại đi. Tối nay nhà tôi có nhiều chỗ lắm. Có lầu 1, lầu 2, lầu 3, có mấy lần nữa, ở lại đi. Để coi Chúa có phán gì không. Mà tối hôm đó Chúa nói với Ba-la-am, đi với nó đi. Sao kỳ vậy anh chị em? Lúc đầu Chúa nói không được đi, nhưng bây giờ Chúa kêu đi là sao? Vậy cái việc đi đó có phải là ý của Chúa không? Chúa cho phép Ba-la-am đi với lại Ba-lạc, sứ thần Ba-lạc, có phải là ý Chúa không? Không, Chúa không muốn. Nhưng vì Ba-la-am quyết định đi, cho nên là Chúa cho đi luôn. Dập tắt Thánh Linh là mức độ nguy hiểm, nhưng mà vẫn còn sự hiện diện của Chúa. Vậy là khi Chúa không nói thôi, Chúa không dẫn dắt nữa. Tại vì dẫn dắt nó không nghe, dẫn dắt chi? Samson biết mình là việc riêng Nazareth cho Chúa không? Nhưng một ngày kia ông gặp Dalila và ông trở về nói với mẹ của mình là gì? Hãy cưới cho tôi cái người nữ đó, vì người đó đẹp mắt tôi. Và kết quả là Samson đã thất bại. Mức độ thứ mấy rồi? Thứ tư. Xin lặp lại, cái mức độ thứ nhất là gì ạ? À, chống cự hay là ngăn trở. Thứ hai, làm buồn Thánh Linh. Thứ ba, dập tắt Thánh Linh. Thứ tư là khinh lờn Thánh Linh. Chúng ta xem ở trong Hebrew đoạn 10 câu 29. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, là tức là huyết mà mình nhờ đến thánh là ô uế, lại khinh lờn Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình thức nghiêm đốc phải cả sao? Mức độ thứ tư đó là khinh lờn Thánh Linh ban ơn, hay là khinh lờn Thánh Linh ân điển. Và người này, theo như Phaolô nói, là người này sẽ bị hình rất nghiêm đoán phạt. Chúng ta không biết cái hình này nó đến mức độ nào, nhưng mà đây là một cái lời quở trách rất nặng của cái người khinh lờn Thánh Linh ân điển. Nói rõ hơn, khinh lờn Thánh Linh ân điển là gì? Tức là tin Chúa rồi, kinh nghiệm quyền phép của Chúa rồi, nhưng mà chối bỏ, coi thường huyết giao ước, không tin nữa, vì một cái quyền lợi nào đó không tin nữa, bỏ. Chúng ta biết rằng cái giá chuộc của Chúa dành cho chúng ta đó là huyết. Mạng của Chúa đổi mạng chúng ta để chúng ta được cứu ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Chúng ta không còn ở dưới vương quốc của ma quỷ nữa, mà chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời rồi. Và chúng ta nếm được cái sự quyền năng phép lạ của Chúa trong đời này và cũng như đời sau rồi. Thì cái việc mà khinh lờn Thánh Linh ân điển là cái điều mà Chúa nói là bị hình rất nghiêm đoán phạt. Và cái điều cuối cùng đó là xúc phạm hay là phạm thượng. Cái từ xúc phạm hay phạm thượng còn có nghĩa là nhạo báng. Chúng ta trở lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12.
Chúa Giêsu nói rằng là ấy vậy ta bán của ngươi các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều được tha, song lời phạm thượng đến Thánh Linh thì chẳng được tha đâu. Như vậy cái sự phạm thượng Thánh Linh là gì vậy? Như thế nào là một người phạm thượng Thánh Linh? Trong cái văn đoạn Kinh Thánh này thì những người Pharisee, những thầy thông, nhà thông giáo này nói sao? Nói rằng Chúa Giêsu nhờ chú quỷ mà trừ quỷ. Đây là cái chỗ mà tôi thấy rằng là có nhiều người hay nói như vậy lắm. Thí dụ như một người làm phép lạ, nhân danh Chúa Giêsu mà làm phép lạ, người ta được chữa lành, xong vì sự ganh tị, người đó nói như thế này nè: mà quỷ cũng làm được phép lạ vậy. Nghe quen quen không chị em? Nghe từ này quen không ạ? Một ngày nọ thì các môn đồ Chúa nói: lạy Chúa, mấy người kia nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ kìa, nhân Chúa sẽ làm bắt em đấy kìa, Chúa cho phép con cấm họ đi. Chúa nói: tại sao lại cấm? Nếu họ nhân danh ta thì họ thuộc về ta. Một bữa nọ, một sư Phạm Tí Liên đi làm bắt tem ở quận 2 ha. Dạ. Bữa đó anh em đi đi Mũi Né ha, phải không? Dạ. Và họ thắng lên đó nhờ một sư Phạm Tí Liên làm bắt tem. Thì anh em mới đăng lên trên Facebook, và thế là có người nhảy vô comment nhắn tin riêng: chị là ai mà chị được quyền làm bắt tem? Bắt tem chỉ có người nam làm bắt tem thôi, nữ không được phép làm bắt tem. Chị là ai vậy? Chị kiêu ngạo quá vậy sao chị làm bắt tem? Cô Liên có nói: ủa, tôi đâu có nhân danh tôi để tôi làm bắt tem đâu. Chị nào tôi nhân danh tôi làm bắt tem á thì tôi mới kiêu ngạo. Đang tôi nhân danh Đức Cha, Đức Con, Thánh Linh mà làm bắt tem mà. Mà trong giai đoạn thời Tân Ước thì Chúa đổ thần của Ngài trên ấy. Tôi trai mà tớ gái. Chúa đâu có chỉ đổ thần của Chúa trên tôi trai thôi. Hồi đây, nhưng mà ở trong nhà hội là đàn bà chỉ có được ngồi nghe, không hiểu về hỏi chồng, không được đứng lên giảng dạy. Phải nói anh chị em, nhiều khi Chúa dùng ngay con gà hầu về Chúa nữa kìa. Đúng không ạ? Chúa có dùng con lừa hầu về Chúa không? Chúa có dùng con gà để tỉnh thức cái Phi-rơ không? Muôn vật hầu về Chúa. Và cái việc mà Phao-lô viết như vậy đó là phong tục, chứ không phải là không được. Người nữ vẫn được giảng dạy. Và chúng ta hãy thử hỏi, tại sao Chúa lại dùng người nữ vậy? Tại sao? Tại sao ở đó không có ánh sáng? Thế tại sao ở đó tối? Bởi vì đó không có ánh sáng. Tại sao Chúa dùng người nữ? Người nam đâu rồi? Người nam đang đi đâu? Còn mình bà Marie đứng bên cạnh với lại ông Văn nhìn lên thập tự giá, Chúa Giêsu đang bị đóng đinh. Còn mấy ông kia đâu? Mấy ông kia đâu? Mấy đàn ông đâu? Trốn rồi. Có ông trẻ trẻ như thầy Hảo có cái khăn quấn luôn, mà cũng bỏ cái khăn luôn. Cho nên nhiều khi mình thấy tại sao Chúa dùng người đàn bà? Tại vì mấy ông chạy trốn rồi. Đúng ra khi Chúa dùng người đàn bà thì chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Mình phải biết rằng gì: Chúa ơi, con thiệt sự con xấu hổ ghê đó, con lo con trốn không à, con tối ngày con cứ chạy xe Grab không mà Chúa ơi. Cho nên chúng dùng đàn bà để mà nhột dữ đó. Thật ra mấy anh này đi học đi chạy xe Grab nhưng vẫn hầu vì Chúa anh chị em, chứ không phải làm hầu vì Chúa đâu. Mấy người này ghê lắm đó. Chạy xe Grab là chạy xe Grab, chạy xe công nghệ là chạy xe công nghệ, nhưng mà vẫn làm chứng, vẫn hầu vì Chúa, vẫn thăm viếng, vẫn chăm sóc. Nha, chứ không phải đùa đâu anh chị em. Chúng ta làm bằng tay mình, làm nghề lương thiện để có, để cho người này người kia, điều đó là tốt lắm. Amen chị em. Cho nên Chúa đã có quyền để dùng tất cả. Cho nên chúng ta đừng để cái tình trạng rơi vào tình trạng là gì? Là phạm thượng đến Đức Thánh Linh. Tôi dẫn chứng một hình ảnh để chúng ta biết là một người phạm thượng Thánh Linh.
Nhưng ở đây chúng ta thấy là người Pharisee đã phạm thượng, nói Chúa Giêsu dùng chú quỷ mà trừ quỷ. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng là nếu ta dùng chú quỷ mà trừ quỷ thì con cái các ngươi dùng ai để đuổi quỷ? Nhưng nếu ta cậy Thánh Linh của trời mà đuổi quỷ thì nước Đức Chúa Trời đến tận các ngươi. Nếu ta nhờ Thánh Linh của Chúa mà đuổi quỷ, nếu ta cậy Thánh Linh của Chúa mà đuổi quỷ thì nước Đức Chúa Trời đến tận các ngươi. Một từ ngữ khác ở trong sách Luca chương 11 câu 20. Nhưng nếu ta cậy ngón tay của Đức Chúa Trời mà trừ quỷ thì nước Đức Trời đã đến tận các người. Như vậy, sách Matthew và sách Luca viết về cùng một câu chuyện. Nhưng Matthew nói rằng nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Trời mà đuổi quỷ, Chúa Giêsu ngài nhờ Thánh Linh để đuổi quỷ, những người Pha-si có nhìn thấy Thánh Linh không? Không. Họ không thấy Thánh Linh. Cho nên là trong Luca, bác sĩ Luca viết lại rõ hơn. Nếu ta cậy ngón tay của Đức Chúa Trời mà trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đến tận các ngươi rồi. Ngón tay của Đức Chúa Trời là đại diện cho quyền phép của Đức Chúa Trời. Về cái quý quyền của ngài, chúng ta xem ở trong sách Xuất Ký Giáo Ký. Xuất đoạn 8. Câu 19. Xuất đoạn 8 câu 19. Các thuật sĩ bèn tâu cùng Pharaoh rằng ấy là ngón tay Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaoh cứng lòng chẳng nghe Môi-se và Aaron chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Phần ở trên, mạch văn ở trên thì sao? Là hai người làm y như vậy, lấy bụi hóa đập gậy xuống bụi trên mặt đất, bụi hóa thành mũi bay khắp xứ Ai Cập. Mà khi làm như vậy thì sao? Những thuật sĩ của Pharaoh không làm được. Cái điều gì mà làm được? Đó không phải là ngón tay của Đức Chúa Trời. Tại vì Chúa ngài dựng nên thế gian này bằng thần của ngài. Thần của Chúa vận hành trên mặt nước và khiến cho nó hình thành. Và tất cả những gì mắt chúng ta thấy được, chúng ta làm được, các thuật sĩ kia làm được. Thuật sĩ kia họ nhờ quyền lực của ma quỷ để họ làm được. Con mắt mờ mờ, họ biết họ cắt cái gì ở ngay con mắt, cắt cái bụp rồi xong, về thấy liền. Nhưng mà hai tháng sau hết thấy. Đó là cái công việc của ma quỷ nó làm. Nhưng mà công việc của Đức Chúa Trời thì ma quỷ làm không được, thuật sĩ làm không được. Thuật sĩ cũng dùng cái gậy của mình để quăng xuống, nó biến thành con rắn. Mà cái gậy của Aaron quăng xuống cũng biến thành con rắn. Nếu hai con rắn để riêng ra, hai cái gậy để riêng ra thì con cây gậy nào nó cũng là con rắn hết. Nhưng mà khi để gần lại nhau thì sao? Cây gậy nào nuốt cây gậy nào? Con rắn của Aaron nuốt con rắn của những thuật sĩ kia. Để riêng ra, chúng ta không phân biệt đâu là quyền phép Đức Trời, đâu là quyền lực của ma quỷ. Nhưng khi để lại gần nhau thì chúng ta sẽ thấy được đâu là quyền phép của Đức Trời, đâu là quyền lực của ma quỷ ngay. Thuật sĩ Pharaoh không làm được. Khi ngón tay của Đức Chúa Trời, khi quyền năng của Thánh Linh của chúng ta thực hiện thì thuật sĩ Pharaoh không làm được. Anh em nhớ điều này. Cái gì mà thuật sĩ Pharaoh không làm được thì ngón tay của Đức Chúa Trời sẽ làm được. Cái gì mà thuật sĩ Pharaoh, con người không làm được, con người bế tắc thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm được. Nghĩa là tin cậy nơi ngài thì Thánh Linh của Chúa sẽ làm được anh chị em. Con người có thể có giới hạn, y học có thể có giới hạn, nhưng mà cánh tay của Đức Trời, ngón tay của Đức Trời sẽ không bao giờ giới hạn. Đức Chúa Trời dùng ngón tay của ngài để làm một cái phép lạ, đập cái gậy xuống bụi và bụi bay lên không trung khiến thành một bầy mũi. Hãy nhớ, thuật sĩ Pharaoh không làm được, chỉ có ngón tay của Đức Chúa Trời mới làm được thôi. Ngón tay này xuất hiện một lần nữa ở trên núi Sinai, viết những cái mạng lệnh cho dân Israel. Kinh Thánh nói rằng chữ là chữ của Đức Chúa Trời, ngón tay là ngón tay của Đức Chúa Trời viết trên bản đá đó. Trong Thi Thiên đoạn 8 câu 3 cũng nói là gì? Ngón tay của Chúa tô điểm các tầng trời. Ngón tay của Chúa xuất hiện ở trong Daniel, khi mà bên sát xa nhìn thấy có một ngón tay viết ở trên tường. Meni, Meni, Heken, Ufaxin,
Và Daniel nói là đó ngón tay của Đức Chúa Trời. Ngón tay đó là ngón tay của Đức Chúa Trời. Ngón tay đó cũng xuất hiện khi những người Pharisee, người thông giáo bắt một người đàn bà phạm tội tại giam bị bắt quả tang, đưa đến Chúa Giêsu và nói rằng gì? Theo luật Môi-se thì ném đá, còn thầy thì làm gì? Chúa Giêsu cúi xuống và dùng ngón tay của mình làm gì? Viết trên đất. Tại sao ngài không dùng cái que? Ngài dùng ngón tay để viết trên đất. Ngón tay chính là quyền phép của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời viết bằng ngón tay. Ngài đã viết trên đất, viết trên đất. Cái công việc biến đổi một người từ tối qua sáng không phải do luật pháp làm được, nhưng chỉ có ngón tay của Đức Chúa Trời, quyền phép của Thánh Linh mới có thể biến chúng ta từ tối qua sáng. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới biến chúng ta từ tội nhân thành thánh nhân. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới giúp tôi mà chị em được biến đổi để thuộc về người của Chúa. Không phải sức của con người, cũng không phải là cái nhà tù để có thể làm cho con người đó được biến đổi. Một ngày nọ, có một người giàu đến hỏi Chúa làm sao tôi được sống đời đời. Chúa nói, người giữ các điều răn. À, cái việc này tôi làm từ nhỏ. Chuyện này tôi làm từ nhỏ. Chúa nói, về bán hết gia tài đi, chia cho kẻ nghèo. Còn ngươi, đến theo ta, ta sẽ cho cái củ quý báu trên trời. Người trẻ giàu này đi ra mà buồn lắm. Rất là buồn. Vì cớ là gì? Giàu quá. Buồn. Các môn đồ nói, vậy sao Chúa? Chúa nói, Chúa Giêsu nói sao? Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Chúa Trời. Thì các môn đồ ngã lòng, sao làm được? Thì ai được cứu đấy? Chúa nói, cái gì mà con người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Sự cứu rỗi không bởi sức của con người mà vào được thiên đàng, nhưng sự cứu rỗi là bởi ngón tay của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu kết hợp, nếu ta cậy Thánh Linh Đức Trời đuổi quỷ, nếu ta cậy ngón tay Đức Trời đuổi quỷ, thì nước của Đức Trời đến đâu ạ? Đến tận các ngươi. Nước của Trời đến tận các ngươi rồi. Như vậy nước trời không phải là một nơi trốn. Nước trời không phải là giới xe mới. Giới xe mới là nơi mà chúng ta sẽ được về với Chúa, ở với Chúa. Trời đất bất mới là dựng nên cho người công bình đang ở. Không phải đợi lúc đó chúng ta mới có nước trời. Nước trời có ngay bây giờ. Một ngày kia những người Pharisee hỏi Chúa, nước trời chừng nào đến? Chúa trả lời như thế nào ở trong Luca 17 câu 20 và 21? Luca 17 câu 20 và 21. Người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu, nước Đức Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng. Người ta không nói ở đây hay là ở đó. Vì này, nước Đức Trời ở trong các người. Chúa Giêsu Ngài cậy Thánh Linh Trời đuổi quỷ. Và Chúa nói nước Đức Chúa Trời đến tận các người đó. Khi ta nhờ Thánh Linh đuổi quỷ là nước Trời đến tận các ngươi rồi đó. Nhưng mà các ngươi có vào nước Trời hay không? Làm sao để được vào nước Trời anh chị em? Trong văn đoạn 3 câu số 3 nói như thế nào ạ? Các ngươi phải sanh lại thì mới gì? Thấy nước Đức Trời. Bước này chúng ta đã sanh lại rồi. Nhưng các ngươi người nào nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì sao? Vào nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Trời không tự nhiên mà có. Xin lắng nghe. Đừng vội ném đá tôi nha, tại tôi cũng cần tiền nhiều để tôi có thể sửa lại căn nhà này. Nước Đức Trời không tự nhiên mà đến. Nước Đức Trời đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm. Chúng ta có để thời gian để tìm kiếm nước Chúa không? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói như thế nào? Ai thuộc cùng đọc chung với tôi ạ? Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước của Đức Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Nước Trời không tự nhiên mà đến. Chúng ta tin Chúa, Thánh Linh hơn trong lòng chúng ta. Nhưng nước Trời chính là quyền phép của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh, không tự nhiên mà đến bên chị em. Ngài có ở đó. Lời Đức Chúa Trời cũng vậy, không tự nhiên mà đến bên chị em. Nhưng anh chị em phải để thời gian cho lời của Ngài. Chúng ta phải thời gian để tương giao với Chúa, học hỏi lời Chúa. Càng có nhiều lời Đức Chúa Trời thì nước Trời đầy ở trong anh chị em. Vì lời của Đức Chúa Trời là đại diện cho nước Trời. Chúa Giêsu nói như thế này: ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi, những lời ta phán cho ngươi đều là linh và sự sống. Cho nên càng đầy dẫy lời Chúa,
càng tương giao với Chúa, nước trời đầy dẫy cho tôi và anh chị em. Đuổi quỷ chỉ là một phần của nước trời, còn nhiều điều để chứng minh nước trời ở trong chúng ta. Không phải chỉ có đuổi quỷ. Có nhiều người đuổi được con quỷ xong ưỡn cái ngực lên như vậy. Ha, chào thầy nha. Dạ tôi đuổi quỷ được rồi đó. Bye thầy nha. Cho nên nước trời cần họ, chúng ta cần có thời gian để tìm kiếm. Và nước trời ví như là men vậy đó. Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 33, nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng giống như là men của một người đàn bà kia khi mà trộn vào trong ba đấu bột thì làm sao ạ? Nó dậy lên. Men của nước trời sẽ biến đổi bột dậy lên cho nước của Đức Chúa Trời, nhưng men của người thông giáo, người Pharisee sẽ khiến cho lụng bại nước trời và gây sự chia rẽ. Tôi và anh chị em đang có men của nước trời trong lòng của mình không? Vì Thánh Linh của trời đang ở trong tôi và anh chị em. Bao nhiêu người trong tôi và anh em muốn kinh nghiệm quyền phép như Chúa Giê-xu? Bao nhiêu người muốn kinh nghiệm quyền phép như Chúa Giê-xu? Tại sao Chúa Giê-xu có quyền phép? Vì Chúa Giê-xu có nước trời. Vì Chúa Giê-xu có Thánh Linh ở cùng. Cho nên nước trời không tự đến, mà nước trời chúng ta phải tìm kiếm. Chúng ta khao khát Ngài. Chúa ơi, con khát khao Ngài, con khát khao Ngài. Thánh Linh hỡi, con khát khao Ngài. Con thèm khát như là nai cái khát thèm khe nước. Thánh Linh ơi, con yêu Ngài. Thánh Linh ơi, xin Ngài chạm đến con. Thánh Linh ơi, biết rồi con. Thánh Linh ơi, giúp cho con để con bước theo Ngài. Thánh Linh ơi, đừng để cho con đam mê những điều của thế gian hơn là đam mê Ngài. Vì tất cả gì đam mê của thế gian nó đều sẽ qua đi. Chúng ta ăn một bữa ăn thật là ngon cũng sẽ qua đi. Chúng ta ở cái nhà thật là to, chúng ta sẽ vất vả để dọn dẹp nó. Chúng ta đi xe thật là to, thật là sang trọng, chúng ta phải đầu tư để nuôi nó. Nhưng anh chị em ơi, nếu một cái gì đó mà cao hơn Chúa, đó là điều mà Chúa Ngài sẽ phá đổ nó. Cho nên hãy thay đổi thứ tự ưu tiên, cũng như thay đổi những cái giá trị tìm kiếm của tôi và ông bà chị em ở trên đất này. Hãy tận dụng những ngày tháng trên đất ngắn ngủi, giới hạn để tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời là điều vô hạn, vĩ đại và đại diện Chúa trên đất, để chúng ta sẽ giúp đỡ cho nhiều con người được chữa lành. Amen. Amen bà chị em. Amen. Hallelujah. Rồi Thánh Linh của Ngài xin chạm đến chúng con buổi sáng hôm nay. Thánh Linh ơi, xin chạm đến chúng con buổi sáng hôm nay. Thánh Linh ơi, xin nước của Ngài vận hành trên chúng con buổi sáng hôm nay. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên. Oh, hallelujah. Oh, sanakati feinanana sanakatani. Hallelujah. Nước của Đức Chúa Trời sẽ chạm đến. Anh chị em nào có những cái nan đề nào mà cần nước Đức Trời chạm đến, chúng ta hãy bước lên đây, chúng tôi cậy ơn Chúa để cầu nguyện cho anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.